Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị. Giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, đây là cái tác phẩm Cối Xay Lúa. Phải nói là vô cùng độc đáo, là một trong những tác phẩm được vinh danh tại cái triển lãm Festival Sinh vật Cảnh Thủ đô năm 2024 đây. Nói là rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Đây, giới thiệu với quý vị này. Đây là tên tác phẩm này. Và anh trồng vào một cái chậu rất là độc đáo, một tác phẩm xanh cổ. Tác phẩm này anh đặt tên là Hồn Quê Đất Việt, Cối Xay Lúa. Nỗi vất vả của người nông dân gắn bó với cái tác phẩm này của anh chủ cây, cho nên là anh đã gửi gắm vào đây. Đấy là... anh ơi, ý tưởng gì mà anh lại làm cái chậu này, nó lại mình em thấy nó rất là khác biệt so với rất nhiều những tác phẩm ở triển lãm này anh nhỉ? Em thấy rất lạ đấy. Anh thì anh có cái quan điểm là mình xác định mình cây thì mình luôn luôn mình phải có những cái gì nó khác nhau một chút. Vâng. Đấy, nhưng mà nó phải gắn liền với thực tế. À. Đấy. Thì anh muốn tạo cái tác phẩm này là cái xuất phát là nó thật là cái bản thân anh là nó thật, mình cũng nói là con người nông dân. Vâng. Từ đời các cụ rồi đến ông bà đến bố mẹ mình rồi đến mình là mình trải qua hết rồi. Vâng. À, thế sau đó thì mình nó là cơ duyên là cái cây này mình được trồng trong một cái cối đá lá gạo. Ôi giời, nó múp hết rồi đúng không anh? Nó đây cái cối đây này, ngoài cối trong này tức là nó cuộn hết rồi, quấn hết rồi nhỉ. Thế còn mình mới nảy ra một cái ý tưởng là mình tạo thành một cái tác phẩm như là một cái tượng trưng cái cối xay. Vâng. Nó bắt buộc là vì là nó ôm cối đá đấy cả, chứ nếu cái này mà nó ôm cái hòn đá thì mình cũng không tạo được cái có đồng nhất ôm cái cối đá đấy cả, tạo thành cái tượng trưng là cối xay lúa, tượng trưng như người nông dân. Vâng. Thế này thì nó phải cái thú chơi sinh vật cảnh thì mình có những cái mình gửi gắm vào đây. Nó phải ôm lâu lắm rồi đấy anh ạ. Ôm lâu rồi. Đây, vẫn còn đây. Đây là cái vết tích đúng không anh? Đấy. Vết tích kể cái cối này. Mà nó còn ôm cho có khi còn vỡ cả cái cối này. Ôm nữa mà bên trong nữa nó dễ nó đẩy là cái nếu mà cái cối mà nứt là nó đẩy vỡ. Anh nhà anh sở hữu cái cây này bao lâu rồi nhỉ? Cái này thì là của ông nhà anh để lại. À. Cụ năm nay là cũng 90 rồi. Trước cụ trồng nhưng mà sau đó là khi không dùng cái cối này nữa thì cụ lúc đó thì làm gì có cái chậu gì để mà trồng cây. Vâng. Còn quây gạch mới gọi là cái thau chứ để trồng thôi. À, lúc mà tràn ra đấy. Đấy, thế thì cụ mới trồng cái cối này thì nó cứ qua năm tháng thì nó tràn rễ ra. Và cái cây này của anh hay nhỉ? Nhìn này, cái rễ này này anh ạ. Nó có cái nét gì mà nó lại cứ cái đường nó anh nhiều đúng không anh? Nhìn nó rất là khác nhá. Mà nó hay cái là nó cái rễ nó tràn đều. Vâng. Nó tràn đều, nó như là mình hình dung như một cái giọt nước tràn ly. Vâng. Chứ nó không thuộc cái hệ mà rễ một vài cái rễ nó ra thì nó lại khác. Vâng. Đây nó tràn đều bốn quanh, nó như là những cái chuỗi hạt gạo. Vâng. Khi được tách khỏi cái vỏ chấu ra thì nó rơi xuống. À. Đấy, nếu mà hình dung ra. Thế là anh sở hữu cây này rất lâu rồi đúng không anh? Cây này mà từ thời ấy mà anh bảo từ thời bố anh đúng không? Thế thì anh có hỏi ông cụ là ông cụ sở hữu cây này bao lâu không? Sau đó anh ấy lại tiếp tục anh được thừa hưởng không anh? Lúc đó là anh còn bé là ông đã chơi rồi, nhưng mà nói thật là lúc đó là chồng là cái cụ là chồng là cũng còn nghèo còn khổ, còn phải đi làm kiếm ăn, gọi là trồng cái cây vào đấy để chơi cho nó có hình thôi. Vâng, vâng. Nó có một cái hình cái cây xanh mà nó chơi thôi. Đó, chứ còn cũng sau này mình mới tạo tác tay cành, mình mới uốn nắn rồi mình mới chia rẽ ra thành bông tàn các thứ. Anh có mấy tác phẩm cơ mà nhỉ? Đấy. Đúng không? Anh còn một cây bên kia nữa. Đấy, em thấy anh có mấy tác phẩm quý. Cái này là nó là cái gốc tích là cái gì đấy? Trục lúa. Trục gì ấy? Khi mà gặt lúa là rắc ra sân trong dùng cái này để lặn. Nếu mà thời mà còn hợp tác là khoảng 5-10 cái trục này là cứ thi nhau người kéo người đùa. Làm gì có máy tuốt đâu. Toàn bộ thủ công hết. Đấy, cứ kéo rất nhiều vòng ngang dọc để cho dụng cái hạt thóc ra. Đấy. Gọi là tách ra đấy. Tách ra khỏi cái bông lúa ra. Vâng. Lúc đó người ta rũ cái rơm riêng ra còn để lại hạt thóc. Ừ.
Đấy, anh em thấy nó rất là nó cũng là liên quan đến tất cả những cái mà tóm lại là đấy, mình đã phải viết lên một cái dòng cảm nghĩ của mình là nỗi vất vả của người nông dân ngày ấy thực sự đáng trân trọng. Ông cha mình khổ, dù rằng bạn có làm bất cứ một cương vị nào hoặc đi bất cứ một xứ sở nào trên cái trái đất này, thì đã là người Việt Nam thì đều xuất thân từ người nông dân. Không ông cha mình thì tổ tiên mình là đều xuất thân. Lịch sử ghi rõ rồi, Việt Nam mình là 4.000 năm lịch sử ghi rõ rằng là một đất nước nông nghiệp phát triển đến ngày hôm nay là chính vì cái nghèo cái khổ, cho nên là mình đi bước nào chắc bước đấy. Mình phát triển được đất nước phát triển phồn vinh ngày hôm nay là xuất phát rất là gian. À, tuyệt vời quá, quý quá. Thế là anh mang tác phẩm này lên đây từ hôm nào anh? Anh mang từ hôm mùng 3. Mùng 2 bắt đầu ban tổ chức nhận cây thì mùng 3 anh mang. Thế là hôm nay là được 3 ngày đấy. Rất là đẹp, tuyệt vời. Thế là anh mang lên đây 2 cây. Một cây là để ở khu ngoài kia. Và cây này là cây được anh được ban tổ chức lựa chọn để làm một trong những tác phẩm được vinh danh trong cái triển lãm lần này, đúng không anh? À, rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh ngày càng nhiều sức khỏe và luôn luôn có nhiều những tác phẩm đẹp dâng lên cho anh em trong làng cây được gọi là chiêm ngưỡng. Ok anh.